Sau thời điểm dịch chết nhanh chết chậm, làm nhiều hộ gia đình chuyên canh cây tiêu điêu đứng, phải hơn 5 năm sau, bà con nông dân mới nghiệm ra việc quá lạm dụng các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật đã làm mất cân bằng sinh thái giữa các hệ vi sinh vật trong đất, tạo cơ hội cho nấm bệnh phát tán, tấn công trên các loại cây trồng. Từ cuối năm 2010 đến nay, giá hạt tiêu luôn ổn định ở mức cao là tín hiệu vui đối với các nông hộ trồng hồ tiêu, cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng. Ông Nguyễn Văn Hùng ở ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh cho biết, gia đình ông có hơn 7 sào đất. Trước đây, ông dành toàn bộ để trồng cây hồ tiêu với hơn 1.300 nọc. Ngày ấy, không chỉ riêng ở xã Lộc Thành mà ngay cả huyện Lộc Ninh, nhà nhà đều trồng tiêu. Năm 2002, hạt tiêu xuống giá lại thêm dịch bệnh chết nhanh. Chỉ trong vòng 2 năm, vườn tiêu của gia đình ông hầu như chết trắng. Sau cây tiêu, gia đình ông chuyển sang trồng các loại cây ăn quả khác và chỉ dành một ít đất để vừa trồng tiêu, vừa nghiên cứu các biện pháp chăm sóc loại cây được cho là khó tính này. Hiện tại, gia đình ông đã phục hồi hơn 600 nọc tiêu, trong đó 200 nọc vừa mới trồng vào đầu mùa mưa. Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết. Cách chăm sóc của bây giờ nó có khác hơn trước nhiều. Trước kia xài hóa học nhiều, nhưng bây giờ đa số thì xài hữu cơ, tức là hữu cơ vi sinh. Thì thấy cái cách chăm sóc bây giờ thì nó cũng hơi cực hơn ngày xưa. Ngày xưa mình cứ ỉ là cứ hóa học là tương vô nó bốc lên ầm ầm. 2 năm gần đây, khi giá tiêu ổn định, nhiều vùng ở Bình Phước bắt đầu phục hồi vườn tiêu, trong đó Bù Đốp là huyện có tốc độ phục hồi mạnh mẽ nhất. Nhiều nông hộ đã mở rộng diện tích trồng tiêu, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật canh tác mới phòng tránh dịch bệnh trên cây tiêu. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng tiêu hiện nay được bà con nông dân thực hiện khá thận trọng, không mang tính ồ ạt. Bởi lẽ đã có quá nhiều bài học mà người nông dân trồng tiêu trải qua trước đây. Anh Trần Hoàng Úc ở ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp cho biết, gia đình anh có hơn 2 hectare đất điều cây ăn trái và hơn 1.500 nọc tiêu trồng từ năm 1995. Những năm tiêu được giá, gia đình anh càng đầu tư, vun vén cho cây tiêu nhiều hơn, thế nhưng vẫn không tránh được dịch bệnh chết nhanh, chết chậm. Không chỉ bị dịch bệnh, thời gian sau giá hạt tiêu xuống thấp trong nhiều năm liên tục. Đã có lúc gia đình anh chán nản, buông xuôi, nhưng do diện tích đất ít, nên quyết định gắn bó với cây tiêu. Cái khó của cây tiêu thì đầu tiên mình muốn trồng cây tiêu thì mình phải lựa đất, đất sỏi, đất nghiêng. Đó là cái khâu đầu tiên. Cái khâu thứ hai mà khi mình trồng tiêu đó là mình phải lựa dây thật kỹ, bộ rễ nó phải tốt, không có bệnh hoạn gì hết. Khi mình đặt giống đó, thì bắt đầu phân bò với cho nó mình phải đào hố, mình trộn mình để ủ cho nó quay, rồi với lại thuốc sâu, thuốc rầy, với lại một chút dôi này kia nọ, mình khử hết cái chất độc trong đất đó. Rồi khi mà khâu tứ tắm là tôi cũng rất kỹ, tại vì nó mà để khô quá nó cũng dễ chết lắm, bộ rễ nó héo nó chết, thì nước nôi cũng kỹ. Khâu thuốc rầy, thuốc sâu tôi thường xuyên xịt lắm. Cách xoay trở của gia đình anh lúc đó là giảm lượng phân hóa học, tăng cường phân xanh và phân hữu cơ truyền thống chỉ với suy nghĩ chăm sóc cầm chừng. Nhưng chính cách làm đó đã giúp vườn tiêu của gia đình anh ngày càng ít bệnh hại, phát triển ổn định cho đến hôm nay. Không chỉ riêng anh Úc mà nhiều nông hộ khác cũng nhận ra cần thay đổi thói quen canh tác để duy trì vườn tiêu.
việc sử dụng các cái phân hữu cơ vi sinh cũng như các cái chế phẩm sinh học giúp cho cây tiêu, thì về góc độ phòng bệnh thì những cái sản phẩm này thì có cái tác dụng phòng bệnh rất là tốt. Bởi thực chất là trong cái môi trường đất thì nó luôn tồn tại hai cái yếu tố. Cái thứ nhất là cái vi sinh vật gây hại. Thì những cái vi sinh vật gây hại thì nó chỉ phát triển khi mà chúng ta canh tác hóa học quá nhiều, và đặc biệt là chúng ta một thời gian thì cái môi trường đất nó bị chai chua và bạc màu, thì những cái vi sinh vật gây hại nó phát triển rất là mạnh. Thì việc mà tăng cường cái hữu cơ như phân chuồng và đặc biệt là phân hữu cơ vi sinh thì làm cho cái môi trường đất thông thoáng và tơi xốp và tăng cái tính đệm của đất, thì những cái yếu tố này sẽ làm cho cái vi sinh vật có lợi là phát triển rất mạnh. Và từ cái việc vi sinh vật có lợi này phát triển thì nó sẽ ức chế cái môi trường sống và cũng như cạnh tranh cái môi trường của vi sinh vật có hại, và làm cho cái môi trường được trồng tiêu được cân bằng và cây tiêu có thể là phát triển một cách bền vững. Theo các cái nhà khoa học người ta khuyến cáo thì tức là bón phân như thế nào, tức là cho cái cây tiêu hoặc các loại cây trồng khác nó phải cân đối hữu cơ vô cơ và cái chất trung vi lượng, thì nó gây cây trồng của mình nó sẽ phát triển. Thì mấy năm vừa qua thì ở cái địa bàn của chúng tôi thì có khuyến nông có hướng dẫn, tức là chúng tôi sử dụng cái phân hữu cơ vi sinh Chichumix và cái men Chico Đẹp Ma, thì chúng tôi thấy là kết hợp với cái phân hữu cơ vi sinh như thế với kết hợp với phân hóa học thì chúng tôi thấy là bón cho cái cây tiêu thì cái giữa hữu cơ và vô cơ. Cách làm của gia đình ông Phạm Văn Lý là một trong những công thức chăm sóc được trạm khuyến nông huyện Bù Đốp thử nghiệm và đúc kết trong thời gian qua. Theo khuyến cáo chung, trong việc bón phân cần thay đổi cách bón 3 đợt phân trong mùa mưa như trước đây, mà nên chia nhỏ lượng phân, bón từ 6 đến 8 lần trong năm với liều lượng từ 2 đến 4kg phân hữu cơ vi sinh, 0,6kg phân NPK 16-8-16 trên một gốc trong một năm. Đặc biệt lưu ý, cần bổ sung 2 năm một lần 10kg phân chuồng ủ hoai cho một gốc tiêu. Đối với mùa nắng, cứ cách khoảng 2 lần tưới, bón từ 0,5 đến 1kg phân hữu cơ vi sinh để cung cấp dinh dưỡng và tăng khả năng chống hạn. Thực tế cho thấy hiện nay, ngoài việc áp dụng quy trình bón phân theo hướng hữu cơ hóa, nhiều hộ trồng tiêu còn tiến hành nhiều biện pháp thân thiện với môi trường như tránh phun thuốc diệt cỏ để giữ ẩm cho cây trồng và giảm nguy cơ đất bị nhiễm độc, hạn chế cuốc xới gốc rễ để mầm bệnh không lây lan, trồng tiêu bằng nọc sống để giảm thiểu tình trạng phá rừng, phủ thảm lạc dại, tăng độ đạm trong đất. Đồng thời, tiến hành phòng bệnh bằng các chế phẩm sinh học chứa nấm đối kháng Chico Đẹp Ma. Đây là vườn tiêu tơ xanh mướt hơn 2 năm tuổi của gia đình anh Trần Thanh Phong ở ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh. Nhìn vườn cây đầy sức sống đang cho bông sai, trái đậu dày, không ai nghĩ nó được trồng trên vùng đất sỏi cằn cỗi như thế này. Anh Phong chia sẻ, để cây tiêu lên được với vùng đất này, gia đình anh phải đào, lọc bỏ bớt đá sỏi lớn, thêm đất màu, phân hữu cơ vào hố trồng. Việc chăm sóc cây tiêu của gia đình anh trong những năm qua cũng luôn gắn liền với cải tạo đất. Khi sử dụng phân chuồng, anh luôn chú ý đến yếu tố ủ hoai, bổ sung phân hữu cơ vi sinh để cây có bộ rễ tốt, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng. Ngoài sử dụng phân bón gốc, anh còn kết hợp pha men vi sinh chứa nấm đối kháng Chico Đẹp Ma cộng siêu bo kẽm để phun xịt cho cây, giúp bộ lá khỏe, sạch bệnh. Nhờ đó mà không chỉ vườn tiêu tơ của gia đình anh xanh tốt, mà cả vườn tiêu già từ 7 đến 10 năm tuổi vẫn phát triển ổn định. Ông Phạm Văn Lý, chủ vườn tiêu hơn 7.000 nọc ở xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp cho biết, từ khi áp dụng quy trình chăm sóc bón phân có sự kết hợp cân đối giữa phân vô cơ và phân hữu cơ vi sinh để bổ sung vi lượng cho cây trồng, vườn tiêu của gia đình ông có sự thay đổi rõ rệt. Chico Đẹp Ma thì chúng tôi thấy là kết hợp với cái phân hữu cơ vi sinh như thế với kết hợp với phân hóa học thì chúng tôi thấy là bón cho cái cây tiêu thì cái giữa hữu cơ và vô cơ thì nó cân đối, thì cái cây tiêu chúng tôi thấy là cái độ bền của nó là chúng tôi thấy là nó được nâng lên, và vấn đề cái lá của cái cây tiêu thì nó thẳng, nó phẳng, nó dày và cái màu nó xanh, nó đẹp. Rồi bông của nó thì cái chuỗi tiêu thì thấy chúng tôi là cái độ dài, nếu như mà mình bón
nó cân đối mà nó đúng cái thời gian thời điểm rồi bón đúng liều lượng thì chúng tôi thấy là cái bông nó dài mà cái tỷ lệ cào cào của nó. Đông mùa mưa thì mình bón khi hái xả xong rồi mưa già xuống mình bón phân của công ty Điền Trang Tricomix là mỗi một gốc 1 ký, một lạng 16-8 phi, bắt đầu cách 2 tháng rưỡi sau mình bón một lần nữa, cũng một lần là 1 ký phân Tricomix lạng 16-8. Một năm mình bón 4 lần vậy, nhưng mà đợt cuối là mình bón ra riêng, mình bón lần đó là trước điểm mình sẽ thu hoạch. Trong canh tác cây tiêu trong cái thời gian gần đây thì bởi vì là cái sự thoái hóa của cái môi trường đất canh tác, cho nên là việc mà canh sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ để giúp cho cây tiêu sinh trưởng và phát triển thì đang được áp dụng và đã được rất nhiều hộ nông dân sử dụng cái phương pháp này. Hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều sản phẩm chuyên dùng cho cây tiêu theo cái hướng hữu cơ. Thì cái thứ nhất là có thể là cái phân bón gốc thì như các cái loại phân hữu cơ vi sinh như Tricomix của công ty Điền Trang hoặc là một số của sản phẩm của các công ty khác. Cái thứ hai, các cái sản phẩm sinh học để bổ sung vào đất và xịt trên cây như là cái men Tricoderma hoặc là cái Bio09 của công ty Phương Đông. Thì rất là nhiều sản phẩm thì hiện nay trên các cửa hàng vật tư thì gần như là đều có các cái sản phẩm này. Thì việc sử dụng các cái sản phẩm hữu cơ sinh học thì giúp cho cây tiêu ổn định, kéo dài cái tuổi thọ và đồng thời là tăng năng suất một cách là bền vững. Tiêu được xem là loại cây khó trồng và chăm sóc. Thực tế quan sát cho thấy bất kỳ vườn tiêu nào, dù xanh tốt đến đâu cũng sẽ có một vài trụ bệnh và chết. Chính vì thế cây tiêu nếu không được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật sẽ bị vàng lá, khô dây và chết toàn bộ. Chính điều này đã làm cho bà con nông dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng khi phục hồi tái canh vườn tiêu. Để cây tiêu phát triển bền vững, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật canh tác mới, từ khâu chọn giống đến bón phân, chăm sóc, phòng bệnh.